Chào mừng các em đến với tiết học hôm nay. Các em vừa nghe bài hát Khỏe vì nước của nhạc sĩ Hùng Lân. Các em cũng đã biết sức khỏe là vàng, để có sức khỏe tốt, chúng ta cần phải thường xuyên tập luyện thể dục thể thao. Bởi vì không chỉ tập luyện thể dục thể thao để có sức khỏe tốt mà còn để thi đấu. Vì vậy, trong tiết học hôm nay, thầy sẽ giới thiệu cho các em một nội dung quan trọng trong chương trình lớp 8, đó là nội dung chạy cự ly ngắn. Vậy các em hiểu như thế nào về chạy cự ly ngắn là gì? Chạy cự ly ngắn hay còn được biết đến với một tên gọi khác là chạy nước rút. Đây là hình thức chạy ngắn trong khoảng một thời gian giới hạn và là một môn thể thao tốc độ cơ bản. Chạy cự ly ngắn được sử dụng trong rất nhiều môn như một cách để nhanh chóng tiếp cận mục tiêu hay bắt kịp của các đối thủ khác. Trong môn điền kinh, chạy cự ly ngắn chính là một trong số các nội dung chạy sớm nhất, cụ thể là trong 13 kỳ thế vận hội đầu tiên chỉ có duy nhất một nội dung chạy nước rút là stadion, chạy từ đầu này đến đầu kia của một sân vận động. Đến thời điểm hiện tại, có 3 mốc chạy cự ly ngắn tại Thế vận hội mùa hè và các giải thi đấu trên thế giới, đó là chạy 100m, chạy 200m và chạy 400m. Vậy các em đã nắm được kỹ thuật chạy cự ly ngắn như thế nào chưa? Nếu chưa, thì những thông tin dưới đây chắc chắn sẽ hữu ích. Các em đừng bỏ lỡ nhé! Đây là hình ảnh minh họa về phần chạy cự ly ngắn. Chúng ta nắm kỹ hình ảnh kết hợp với nội dung để làm rõ cái phần chạy cự ly ngắn thầy vừa giới thiệu cho các em. Trong nội dung chạy cự ly ngắn, các em chú ý đến các giai đoạn trong kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Đối với kỹ thuật chạy cự ly ngắn, chạy 60, 80, 100m đều chạy trên đường thẳng nên hoàn toàn giống nhau về kỹ thuật. Kỹ thuật hoàn chỉnh gồm 4 giai đoạn: xuất phát, chạy lao, chạy giữa quãng và về đích. Giai đoạn xuất phát. Trong giai đoạn xuất phát thì có hai cách để thực hiện, hoặc là xuất phát thấp hoặc là xuất phát cao. Tuy nhiên, thường thì các vận động viên hay sử dụng kỹ thuật xuất phát thấp với bàn đạp để tận dụng được lực đạp sau và giúp cơ thể xuất phát một cách nhanh nhất. Trong giai đoạn xuất phát này sẽ có 3 lệnh xuất phát của chạy cự ly ngắn, đó là: lệnh thứ nhất, lệnh vào chỗ. Sau khi lệnh này được đưa ra, người chạy sẽ ở tư thế đứng thẳng trước bàn đạp của mình, sau đó ngồi xuống, chống hai tay ở trước vạch xuất phát, đặt chân thẳng vào bàn đạp trước, còn chân kia thì đặt vào bàn đạp sau, đồng thời hai mũi chân đều phải chạm vào mặt đường chạy. Đối với lệnh này, sau khi đã chuẩn bị xong, hai chân nên nhún lên bàn đạp để kiểm tra xem có vững không và đưa ra điều chỉnh phù hợp. Tiếp đó, người chạy sẽ càng hạ đầu gối chân sau xuống, thu hai tay về sau vạch xuất phát, chống trên các ngón tay, khoảng cách giữa hai bàn tay rộng bằng vai. Kết thúc lệnh này sẽ là tư thế quỳ trên rối chân phía sau, lưng thẳng tự nhiên, đầu giữ ở tư thế thẳng, mắt nhìn theo phía trước và cách vạch xuất phát khoảng 40-50 cm. Lệnh thứ hai, lệnh sẵn sàng. Khi có lệnh này, người chạy sẽ từ từ di chuyển trọng tâm về phía trước, nâng mông lên bằng hoặc là cao hơn vai, đồng thời hai vai sẽ nhô về vạch xuất phát từ 5-10 cm để trọng tâm cơ thể được dồn về phía trước, mắt nhìn theo, giữ nguyên tư thế cho đến khi có lệnh tiếp theo. Lệnh 3, lệnh chạy. Lúc này cũng có thể thay bằng tiếng súng.
và người chạy sẽ xuất phát bằng việc đạp mạnh hai chân, đẩy hai tay rời khỏi mặt đất, đánh ngược chiều với chân. Đối với giai đoạn này, chân sau sẽ không đạp hết mà nhanh chóng đưa về phía trước để hoàn thành bước chạy đầu tiên. Chân phía trước lúc đó sẽ phải đạp duỗi thẳng hết các khớp rồi mới được rời khỏi bàn đạp, đưa về phía trước, hoàn thành bước chạy thứ hai. Đó, sau đây là hình ảnh chúng ta để ta thấy mô phỏng động tác lệnh chạy. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn chạy lao. Giai đoạn chạy lao bắt đầu khi vận động viên bước những bước chạy đầu tiên, có nghĩa là hai chân lần lượt rời khỏi bàn đạp. Đối với chạy lao thì điểm đặt chân trước sẽ luôn ở sau điểm dội của trọng tâm cơ thể, sau đó mới tiến lên ngang và vượt trước. Song song với đó là tốc độ chạy, độ ngã về trước của thân trên, mức độ dùng sức trong đánh tay cần giảm dần. Trong bước đầu tiên thì hai tay đặt trên đường chạy sẽ càng hơi tách rộng và giảm dần cho đến khi kết thúc chạy lao. Trong giai đoạn chạy lao thì tốc độ được tăng lên chủ yếu là nhờ vào độ dài của bước chạy. Hình ảnh các em lưu ý kỹ về cái bước chạy của trong chạy lao. Thường thì bước sau nên dài hơn bước trước khoảng 1 phần 2 bàn chân. Sau 9 đến 10 bước thì ổn định. Giai đoạn 3, giai đoạn chạy giữa quãng. Chạy giữa quãng là giai đoạn vô cùng quan trọng và các bạn cần chú ý tập trung giữ được tốc độ của giai đoạn chạy lao. Kỹ thuật của chạy giữa quãng chuẩn bao gồm các đặc điểm sau. Bàn chân đặt xuống mặt đường chạy thì có hoãn xung bằng một bằng cách đặt từ nửa chân trước. Điểm đặt chân sẽ thường ở phía trước của điểm dội trọng tâm cơ thể và dao động từ 30 đến 40 cm tùy thuộc vào tốc độ chạy. Chân chống trước sẽ chuyển sang chống thẳng đứng, sau đó chuyển thành đạp sau và đưa chân lăn về phía trước. Lúc này đùi chân lăn được nâng đủ cao rằng song song đối với mặt đất. Tốc độ chạy ở giai đoạn này sẽ phụ thuộc vào hiệu quả của việc đạp sau, do đó các động tác cần phải chú ý được thực hiện thật mạnh, chủ động, đúng hướng. Ngay sau khi chân chống trước chạm vào mặt đường thì vai hông sẽ cần phải chuyển về trước. Chuyển động của vai so với hông cần so le, thân trên ngã về trước khoảng 5 độ. Trong chạy giữa quãng khi đánh tay thì hai tay phải rập ở khỉu đánh so le cùng với nhịp điệu của chân. Lúc này hai vai cần thả lỏng đánh về phía trước, đồng thời hơi khép vào bên trong đánh ra phía sau thì hơi mở để giữ được thăng bằng cho cơ thể. Khi chạy giữa quãng thì cần lưu ý thở bình thường, chủ động và không làm rối loạn các kỹ thuật nhịp điệu trong quá trình chạy. Đây là kỹ thuật minh họa cụ thể của phần chạy giữa quãng, các em quan sát kỹ. Giai đoạn thứ tư, giai đoạn về đích. Cuối cùng khi đã gần đến đích khoảng 15 đến 20 mét thì người chạy cần tập trung hết sức để duy trì tốc độ. Hãy làm sao để tăng độ ngã người về phía trước, tận dụng được hiệu quả đạp sau, bởi việc hoàn thành chạy cự ly ngắn 100 mét chỉ được tính khi có một bộ phận ở thân trên chạm vào mặt phẳng có vạch đích, nên
Ở những bước chạy cuối, người chạy cần chủ động đập thăng trên về trước để chạm ngực vào đích. Bên cạnh đó thì có thể chạm đích bằng vai, là kết hợp giữa đập thăng trên dùng về trước và xoay thăng. Đây là hình ảnh minh họa cụ thể về đích cho các em nắm kỹ để áp dụng. Ngoài ra còn một số lưu ý quan trọng khi chạy đến đích, người chạy sẽ cần chạy thêm vài bước nữa để cơ thể ở trạng thái cân bằng, tránh dừng lại đột ngột, có thể ngã hoặc chấn thương. Vậy các em làm sao để cải thiện được kỹ thuật chạy cự ly ngắn? Có 3 cách để chúng ta có thể cải thiện được kỹ thuật chạy nước rút, đó là: 1. Tăng khoảng cách chạy. Đây là phương pháp khá hiệu quả giúp cho việc tăng tốc độ cơ thể diễn ra từ từ. Khi cơ thể có thể thích ứng được với cường độ chạy thì sẽ giúp cho tốc độ nhanh, sức bền tốt. Chính vì vậy, hãy tăng cường độ chạy bằng cách giảm dần thời gian phục hồi giữa mỗi khoảng thời gian và quãng đường dài hơn. Cách thứ hai, cách thực hiện hít vào thở ra bằng mũi và miệng. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có nhịp thở ổn định hơn, có thể có đủ oxy cung cấp trong quá trình chạy bộ, đồng thời loại bỏ carbon dioxide một cách nhanh chóng. Cách thứ ba, thở bụng trong khi chạy bộ. Việc hít thở sâu bằng bụng sẽ giúp tăng lượng máu oxy đến các cơ quan, đồng thời ngăn chặn mệt mỏi. Ngoài ra, thở bằng bụng cũng có tác dụng làm dịu và cải thiện sự tập trung, tăng cường tinh thần khi chạy cự ly ngắn. Đó là tất cả nội dung của phần chạy cự ly ngắn thầy đã triển khai đến cho các em. Qua bài học này, chúng ta cần phải ghi nhớ một số nội dung này để chuẩn bị làm bài kiểm tra trắc nghiệm. Nội dung thứ nhất, tìm hiểu chạy cự ly ngắn. Chạy cự ly ngắn hay còn được biết đến với một tên gọi khác là chạy nước rút. Nội dung thứ hai, các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn. Ở đây thầy muốn nhấn mạnh cho các em về các giai đoạn chạy cự ly ngắn. Ở đây gồm có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn xuất phát, giai đoạn thứ hai là giai đoạn chạy lao, giai đoạn thứ ba là giai đoạn chạy vô quản, và giai đoạn thứ tư là giai đoạn về đích. Nội dung thứ ba, các bước để hoàn thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn. Các bước để cải thiện kỹ thuật chạy cự ly ngắn gồm có 3 bước. Bước thứ nhất, tăng khoảng cách chạy. Bước thứ hai, thực hiện hít vào thở ra bằng mũi và miệng. Bước thứ ba, thở bụng trong khi chạy. Sau đây là tất cả các nội dung thầy đã vừa triển khai cho các em. Các em để thực hiện được bài kiểm tra trắc nghiệm đối với môn thể dục thì các em cần phải nắm được nội dung kỹ. Để các em hoàn thành bài thể dục, hoàn thành phần trắc nghiệm được tốt hơn. Cô bài xin chúc sức khỏe các em, chúc các em có ngày học tập thật tốt.